Chào mọi người, hôm nay con mình tôi sẽ làm một cái lễ bàn giao xe cho gia đình bác này. Rước một em XLS 2017 số tự động anh em, số tự động một cầu được 2.2. Rất là ok. Bác rất là kỹ tính và đã hôm nay cùng các con xuống lấy xe và đang thử làm giấy tờ bàn giao cho chiếc xe này. Một chủ nhân và chúc các bác là đi lại may mắn nhé. Chiếc xe này được vui lòng tiếp đến rồi. Để cho bác này 2007 rất là rẻ thôi, trên 500 triệu anh ạ. Rất là ok, bác cũng có vẻ rất là ưng chiếc xe này. Đây, đây là cơ bộ đang kiểm tra và giấy tờ và mình bắt đầu xe cho bác. Chị chỉ làm công ty gì mà còn áo đẹp? Mẫu thôi thôi. Chị khách hàng rất là xinh các anh ạ. Không biết thấy toàn ra ngoài đường đào ống ấy gì. Alo. Chị khách hàng rất xinh gái, đã quyết định rất em này về. Một em XLS 2017 nhá. Anh nhập biệt tin được thì em chuyển kết quả lên. Không chịu thì em có gì tiền đâu mà tất đầy tiền đấy. Tiền đồng hồ nhá. Đồng hồ thì đến năm sau mới nhận được tiền. Biệt tin. Đồng hồ thì chắc nhận 364 triệu. Có một sửa công ty nhỏ là bên ngân hàng này chuyển hơi chậm anh em ạ. Anh em chào mừng. Một lần đã chờ bên ngân hàng giải ngân xong thì chúng tôi sẽ bàn giao xe cho anh em. Tuần này đấy hả? Thứ sáu tuần này hả? Rồi thôi gặp đạt cứ anh em tập trung dưới đất nhé. Biển này có ổn không? Biển này ngồi lên được. Ok anh. Còn trong lúc các vị khách hàng đang chờ thanh toán tiền, con mình sẽ có review để giới thiệu qua anh em nhé. Cảm ơn vị khách hàng đã tin tưởng của con mình. Đây, các anh tư vấn viên đang tư vấn cho chị khách hàng. Tôi cùng mình chuẩn bị làm lễ bàn giao cho các vị khách hàng và chắc lại cái chiếc xe để giới thiệu cho vị khách hàng. Gia đình bác đây này đi nhận xe rất là đông đủ, có bác bố của anh chị mua xe. Đấy, đi cùng các anh hai chị gái rất là xinh đấy. Hai bác ấy rất là thông thái khi quyết định một em XLS trắng và là em rất là zin anh ạ. Các chi tiết này rất cứng, phải nói chiếc xe này phải nói là cực kỳ đẹp để và hợp lý. Gia đình bác không cưỡng là cái vẻ đẹp của anh và quyết định rước em nó về để phục vụ gia đình bác cuối năm công việc. Rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng bên công mình. Gia đình bác xem xe và cọc chiếc xe này cách đây cũng khoảng tầm khoảng một tuần anh em ạ. Và hôm nay quyết định vào ngày đẹp thì gia đình bác đến quyết định rước em nó về. Đây em nhìn biển đấy. Đấy. Em giả tiền mặt cho anh, anh nhớ lại em giả tiền mặt cho anh ạ. Và bây giờ là bàn giao xe anh ạ. Các vị khách hàng tôi đã hoàn thành thủ tục tài chính. Và bây giờ đến vị lễ bàn giao xe cho các vị khách hàng.
dù hơi muộn nhưng mà đây cũng là giờ khá là đẹp đấy chị. Cái hồ sơ thì chị cầm đấy nhá, xong rồi thay cho. Giữ chiếc xe này về anh em ạ. Mình sẽ từng trực tiếp cho anh em cùng xem cái lễ giao xe của anh chị nhé. Chị rất xinh gái và chiếc xe hàng sẽ may mắn với chiếc xe này và sẽ đưa em nó về mang lại nhiều lộc cho anh chị, và khi nào đổi xe thì cũng hy vọng anh chị đã đến với Quảng Bình. Trước này cảm ơn anh em đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Các vị khách hàng nào có nhu cầu thì hãy điện thoại cho Quảng Bình qua Zalo cũng hotline là 0935198868 nhé. Trước này cảm ơn anh em rất là nhiều. Đưa các xe mình đăng lên kênh, đăng lên kênh. Bật đèn anh ơi. À, được rồi, được rồi. Đấy, mình bật đèn đấy chứ. Đèn rất là sáng ạ. Đèn halogen cái đấy rất là sáng. Vâng, xin chào các vị khách hàng thân yêu nhá. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các kênh ngày sau. Chúc quý vị khách hàng may mắn an toàn trong thời gian di chuyển chiếc xe này. Vâng, lại tập tạm biệt một chiếc xe rất là đẹp về các vị khách hàng thân yêu.